Chào các bạn đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm món chả cá sốt cà. Thì chả cá đây là mình mua về nè các bạn. Mình mua được chả cá Nha Trang rất là ngon luôn nha. Các bạn xem nè, rất là ngon và thơm luôn, dai nữa. Thì chả cá đây người ta chiên sẵn này ha. Chút xíu mình sẽ chiên sơ lại thôi nha. Tiếp theo là mình sử dụng 4 trái cà chua. Nếu mà các bạn thích ăn cà chua nhiều thì các bạn cho thêm nha. Thì nước sốt mình sẽ nhiều thêm. Thì củ hành tím, tỏi, ớt và ngò rí nha các bạn. Nếu mà các bạn sử dụng hành vẫn được nha. Bước tiếp theo là mình sẽ cắt chả cá ra thành những miếng vừa ăn. Thì mình sẽ cắt lên thành những miếng xéo xéo và nhỏ vừa là như thế vậy là được rồi nha các bạn. Miếng chả cá mình rất là ngon ha, bên trong rất là trắng luôn. Rồi mình cứ tiếp tục mình cắt về cho đến hết miếng chả cá của mình luôn nha. Bước tiếp theo là mình sẽ băm nhuyễn tỏi và hành tím. Thì tỏi và hành tím chút xíu mình sẽ cháy chung nên mình sẽ băm chung luôn không sao hết nha. Cà chua thì mình sẽ cắt đôi ra, mình bỏ hết hột, sau đó mình sẽ băm nhuyễn luôn. Thì nhiều bạn thì người ta lại thích bỏ vô máy sinh tố người ta xay cho nhuyễn nữa. Như ở đây thì mình cắt nhỏ ra như vậy, sau đó mình băm là được rồi. Tại vì xíu mình nấu lên thì cà chua nó sẽ tự nó nhừ ra hết. Đó, mình băm như vậy là được rồi, không cần nhuyễn lắm đâu. Ớt thì mình sẽ sắc một trái, nếu mà các bạn ăn cay nhiều thì các bạn cho thêm. Rồi ngò rí thì mình cũng sắc nhuyễn ra luôn nha. Bước tiếp theo là mình sẽ cho dầu ăn vào chảo nè. Sau đó mình đợi vô ăn nóng, mình sẽ cho chả cá của mình vô mình chiên sơ lại ha. Mình chỉ chiên sơ lại cho cả chả mình nóng thôi nha, không cần chiên vàng quá nha các bạn. Rồi chả cá mình như vậy là được rồi, bây giờ mình gấp ra luôn nha. Mình gấp ra hết luôn. Rồi chả cá mình chiên xong rồi được vậy nè, ồ nhìn rất là ngon luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho hành tím băm với lại tỏi băm vào mình cháy ha, cho vàng. Rồi vàng như vậy là được rồi, bây giờ mình sẽ cho cà chua vào hết luôn. Rồi mình sẽ đảo đều như vậy ha. Sau đó mình sẽ cho vào 1/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường và 1 muỗng cà phê bột ngọt. Rồi cho vào không tới 1 muỗng canh nước mắm nha các bạn. Và tương ớt mình cho vào luôn nè. Rồi cho vào một ít tương cà cho cà mình có lên màu cho đẹp ha. Rồi cho ớt này luôn, cho vào nửa trái ớt. Rồi mình sẽ đảo đều lên. Sau đó mình cho vào khoảng 2 muỗng canh nước lọc nha các bạn. Rồi mình tiếp tục đảo đều, quậy đều lên. Rồi mình nấu cho phần nước sốt của mình nhừ ra, đều lại là được rồi. Rồi cái phần nước sốt của mình gì cũng là được rồi. Bây giờ mình cho chả cá vào hết luôn nè. Mình sẽ đảo cho miếng chả cá mình đều lại với nhau. Sau đó mình sẽ nấu với lửa dừa cho nước sốt mình nó sôi, nó ghim như vậy khoảng 5 phút nha các bạn. Các bạn xem là miếng chả cá của mình rim với lửa dừa như vậy ha, nhìn rất là ngon luôn nha, thơm lắm nha các bạn. Thì chả cá mình rim được 5 phút thì nó sệt lại như vậy nha các bạn. Nếu mà các bạn muốn ăn nước sốt nhiều thì các bạn cho cà chua vô nhiều nha. Rồi nếu mà cũng muốn có nước sốt mình chan thì các bạn rim nó vừa có đủ đồ sọt là các bạn tắt được rồi, không cần để như vậy nha. Vậy bây giờ mình cho ngò rí vô nè, cho ngò rí hoặc hành vô nha. Rồi cuối cùng là mình gấp ra dĩa thôi, nhìn rất là hấp dẫn luôn nha các bạn, ngon lắm nha, chả cá này rất là ngon luôn á. Tiếp theo là mình cho một ít ngò rí lên nè và cho nửa trái ớt sắc hồi nãy còn lại vô nha.
Rồi, như vậy là mình có một đĩa chả cá sốt cà rất là ngon và hấp dẫn luôn nha các bạn. Thì món này là mình ăn với cơm nóng hoặc là mình ăn kèm với bánh mì thì rất là ngon luôn nha các bạn. Thì tạo cảm giác lạ miệng cho mình ăn ha. Thì thôi mình cũng kết thúc video tại đây. Nếu mà các bạn thích thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn thành công. Chào tạm biệt các bạn.